Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay em lại đi bãi quay lòng vòng cho anh em xem có cái món gì vào một cái công xưởng hàng đồ cũ rất là khủng khiếp này, rất là nhiều. Thì em sẽ quay cho anh em một số sản phẩm, anh em mà có nhu cầu mua được cái gì thì alo nhé, số lượng rất là nhiều. Kéo này, và cái đầu tiên là một cái cục nam châm để hít cửa này, hít vào các cái cửa tủ, cửa rước để bắt vô. Này anh em mua về gắn cái hộ gia đình được ấy, chế cháo vào cái tủ hít này thì rất là ổn này. Đó, đây nó hít này, nó hít ở bên hông thì có hai cục nam châm. Đó, anh em cần thì liên hệ. Đây là cái ba cái khớp nối của cái bắt cái ống tiếp, cái kệ tròn đấy của Nhật. Đó, rồi kéo cắt chỉ đấy, số lượng lớn nha. Anh em mua về có thể bán lẻ nữa thì alo. Lục giác này, lục giác 34 này, bánh xe các loại này. Bánh xe anh em về chế cháo cho, và mấy cái bánh xe đẩy hàng, bánh xe đây như cái bánh xe của trò chơi của trẻ em cũng có này. Hoặc là mấy bánh xe tốt lắm nhé, đó tốt ghê luôn đó, to nhỏ đầy đủ luôn, quá nhiều thứ để mua. Mà cái chó nhiệt này, mà cái sấy này, sấy nhiệt này, mà cái bóng đèn gì 220V, cái này đèn sợi đốt này, bao nhiêu watt 220V, 85W này. Và cái mai xo sấy, dàn sấy, thập cẩm ve chai, và cái bộ nguồn 70W này, nguồn xe đạp điện này, đó, ốc lục giác các loại, và cái núm vặn vít gì đây, lục giác gỗ vặn vít các thứ, đó, ốc bù non M5 này, này số lượng nhiều này, 2 thùng. Đấy, ốc các loại, ốc bu lông leo, bu lông các thứ, còn tán này kia, Vika rồi thì không thiếu cái gì. Vít, nong đèn vênh, nong đèn này này kia, anh em cần mua gì thì mua. Vít cấy cho gỗ, ngành gỗ này, vít cấy cho ngành gỗ nhá. Đó, con helicoid cấy, dàn cấy. Đó, bắt keo thôi, các loại nong đèn, kéo này, kéo các loại, kéo cắt cong này, chân tăng chỉnh, ba cái đạp, đạp hàng có chi tiết đây, giữ kẹp hàng. Đó, tất cả bạc đạn, bán nè các loại, bán nè gấp, bán nè cửa ngang này. Hiện đại không, bánh này ngang này, có thể mở hẳn ra hoặc lắp lại. Đấy, mở ngang này, có thể mở lại, mở hẳn 180 độ. Con này mở hẳn ngang cửa ra rồi, rất lợi hại này.
rất là lợi hại nhé. À, ốc lục giác này, M6, M8, cốc gỗ và cái nút IMG bấm công tắc cùng luôn hết. Bộ đèn bi liền bi này, thấy không? Chế cháo, cổ dao, hát tô mát, dây rùa này kia. Đó, anh em cần gì? Thám, cao su, tấm bạt, chế máy. Nói chung nhiều lắm, nhiều thứ. Quay sơ sơ cho anh em ngắm gì thì alo, được gì thì alo nhé. Và cái nhông các loại. Đó, rất là nhiều thứ nhé. Các bác cần thì alo 0989821011. Rất là nhiều thứ. Xe nâng đủ loại. Khớp nối để giữ cái cậy tròn tròn này. Đó. Đấy, bánh xe đẩy các loại. Các bác quan tâm thì liên hệ 0989 821011 nhé. Đó, xin chào. Dây điện trong công ty này. Đó. Rồi, xin chào nhé. Kết thúc video, anh em xem được like, chia sẻ, đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào. Mọi chi tiết xin liên hệ Zalo 0989 821011. Em quay ra đây thôi, quay điều người ta nói không hay. Vít nè chế cháo này. Đây, các loại. Bao nhiêu watt này? 220V. Tua là 8 vòng trên phút. Bao nhiêu watt đây? 10W này. Mấy con này chế cháo quay vịt này kia. Ok luôn đấy. Mười watt này. Con này vòng quay con này nó không có ghi con này 8 vòng trên phút. Có ốc lục giác, bạc đạn nhỏ to đầy đủ luôn. Đó. Đầu bơm thủy lực. Đó, rất là nhiều thứ. Dây rùa, dây đi. Đủ các loại đĩa cắt bê tông, đĩa cắt thép. Cắt thép này.
Thế cắt bê tông như thép này. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi nhé. Xin kết thúc video ở đây. Chào và gặp lại. Anh em cần gì thì cứ alo nhé. Đầu hơi, đầu nét mũi, khoan máy khoan, đầu thứ công thí lực. Khoan. Rồi, kết thúc nhé.